chào quý cô chú anh chị, các bạn rất vui đã gặp lại quý vị trong một video mới tiếp theo. Hôm nay là thứ sáu 19 tháng 5 2023, cường đến đây là 9:36 sáng. Hiện tại cường đang có mặt ở trên cái con đường Nguyễn Siêu. Hôm nay cường tiếp tục đến đây để chia sẻ và cập nhật cho quý vị và các bạn về dự án công trình hai tòa tháp The Nest. Đây quý vị có thể nhìn thấy cái tòa tháp ở phía sau cái con đường Nguyễn Siêu, thì cái việc ốp kính đã gần hoàn tất rồi, chỉ còn vài chỗ thôi là đã xong. Quý vị có thể biết là ở cái hai tòa tháp này, thì cái tòa tháp ở phía sau lưng của con đường Nguyễn Siêu thì cái đơn vị thi công ốp kính đó là BM Window. Còn cái tòa tháp thứ nhất ở phía mặt tiền cái con đường Tôn Đức Thắng thì một cái đơn vị thi công ốp kính khác đó là Euro Window. Tuy là một cái công trình dự án của hai tòa tháp này á, nhưng mà cái việc ốp kính thì là hai cái đơn vị khác nhau. Cường xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng Cường xem và khảo sát dự án công trình hai tòa tháp The Nest này nhé. Quý vị có thể nhìn thấy ở cái tòa tháp thứ nhất trên con đường Tôn Đức Thắng thì cái mặt sau này hiện tại mấy công nhân đang lắp kính nhau quý vị. Và cái phía trên đang nâng sàn tiếp tục.
giờ Cường đã qua bên cái con đường Tôn Đức Thắng để chia sẻ và cập nhật cho quý cô chú anh chị và các bạn về hai cái tòa tháp The Nation ở phía mặt tiền của con đường này. Thế mình nhìn từ xa thì cái đơn vị thi công ốp kính ở cái tòa tháp thứ nhất phía mặt tiền của đường Tôn Đức Thắng đó là Eurowindow đó quý vị. Phía trước mình đó là cái cầu Thủ Thiêm 2, bây giờ đổi tên là cầu Ba Son. Xin phép tạm dừng và khép lại video này. Cường rất cảm ơn quý cô chú chị và các bạn đã xem và đồng hành trên kênh Sài Gòn TV của Cường. Xin hẹn gặp lại với một video mới tiếp theo. Bye bye.